Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân anh em nha. Hôm nay ngày 8 tháng 6, thứ tư, bên cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân có lên cho anh em một cái lô máy rất là nhiều hàng, nói chung là đầy đủ các sản phẩm. Thì anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng anh em nhé. Thì nó hôm nay nhiều sản phẩm đó. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo, Facebook nha anh em. Hôm nay bên em có một cái đầu siêu phẩm nha anh em. Cực kỳ gọi là siêu phẩm luôn á. Maru nha anh em. 420. Đó, 42cc. Cái đầu Maru này á, anh em nào mua thì liên hệ với em. Bình xăng con này là bình xăng có nút chỉnh nha anh em. Maru này có hai đời, một đời có nút chỉnh và đời không có nút chỉnh nha. Con này thì zin luôn nha anh em. Đó, hàng mới chuẩn Nhật 100%. Con này thì quá mới rồi anh em ơi. Cái thùng xăng lớn của nó ha, đây anh em. Đó, thùng xăng lớn này, trắng tinh rồi. Bô này anh em. Đó, anh em thấy không? Bô này ha. Đó. Một con Subin 351 nha anh em. Rubin 351. Đó. Làm cơ. Rồi máy. Máy xăng. Máy xăng ha. Rồi, hôm nay là lô T. Lô T anh em nha. Lô T. Em bắt đầu từ T1 ngày 8 tháng 6 cho anh em. Con T1 đầu tiên là một cái con máy GX25. Máy cắt cỏ nha anh em. Con này sáng có thu lại của khách ha, tum rồi. Đó. Hơi ok nha anh em. Hơi cực kỳ tốt ha. Con này về anh em dọn nổ lại anh em chạy ha. Tay lái đầy đủ anh em, cần nè. Đầu bò đầy đủ. Đó, đầu bò đầy đủ anh em nhé. Tay lái cần đầu bò đầy đủ. Thì con T1 này bán cho anh em là 750 nha, 750k. Rất là rẻ luôn anh em, 34 ly mà hơi ok. Về anh em dọn nổ sai. Con T1 750. Con T2 là một đầu banner 1613 USA của Mỹ nha anh em. Con này của chiếc xoài nha. Con này đẹp cực kỳ luôn, len ken. Bộ lam xích Latin của nó siêu VIP luôn nha anh em. Đáng đồng tiền ha. Đó. Con này xích của nó là xích chuột. Đó, rồi ok. Dạ. Con này em giật hơi nè. Hơi ok nha anh em. Đó, hơi ok. Con này con T2. T2 nha anh em. Đó, nhỏ gọn nhẹ ha. Bao hơi. T2 này bán cho anh em 1 triệu ha. T2. Đó, 1 triệu nha anh em. Tiếp theo qua con T3. T3 là cùng một con Huana. Huana cũng hàng hơn tầm trung nha anh em. Huana 444 nha. Lóc liếc đồ, đẹp nha anh em. Đầu không, đầy đủ đồ luôn ha. Con này T3 bao hơi bao lưỡi cho anh em nhé. Đó, ok. Thì đầu T3 này 1.450.000 nha anh em. 1.450 cho đầu T3. Đầu T4 một con Hitachi với Tanaka nha anh em. Con này thì đủ đồ, thiếu nắp e thôi, thiếu nắp e với lại bình xăng con trên đây. Em để mồi xăng coi nó có lửa nó nổ không anh em ha. Đó. Con này là con T3. À, đổ miếng xăng vô giật thêm nổ hay không?
rồi, ok, lửa ok nha anh em. Đó, con T3 này đầu này em bán 700 nha, đầu T3 700. Đó, lửa ok rồi, về nhà anh em chỉ làm bình xăng là nổ thôi, hoặc là có khi nhiều lúc con này còn xăng nổ luôn anh em ha. Để thử coi, thử mình đổ miếng xăng vô con này cái nổ luôn rồi mình. Đây, con này hàng bãi về cho nên là nó cũng không có xăng trong đây nữa, đổ xăng vô đổ miếng thôi. Rồi vô trong một mà ra tới ba rồi anh em. Thì cái họng này khó đổ quá. Đổ vô một mà ra ngoài nó ra tới ba. Rồi thử nổ không anh em ha. Kéo e nè. Đó, kéo e lại. Nổ. Lên ga. Rồi T3 ha. Đó, về anh em rửa rẫy rồi vô. Rồi giờ qua T4. Á, T1, T2, T3. Con này là T4 rồi nha anh em, T4 rồi nha. Giờ qua T5. T5 là một con Makita 2935 nha anh em. 2935. Hơi ok nha anh em, như giật hơi tụt tụt. Đó, này. Làm xích chén, chén bố rồi ok hết nha anh em. Chén này nó xài chung với nhiều loại lắm nhé. Đó, không có ướp lam ha. Con này con T5 này. Đó. Đầu T5 này bán cho anh em 700 ha. T5 nha anh em, 700k. Tiếp theo T6 này. T6 là một đầu Sinowa 360 nha anh em. Bao hơi, bao điện cho anh em ha. Đầu T6 Sinowa đẹp nha anh em. Lốc trước này đẹp nè ha. Rồi, đầu Sinowa này 2.1 nha anh em, 2.1 cho con T7. Tiếp theo qua T8. T8 là một đầu Hitachi. Đầu này cực kỳ mới nha anh em, đẹp. Đầu này giật được nha anh em. Đó. À, bộ chén đủ, bơm nhớt đủ. Đó, bộ đây thiếu nắp dè, nắp e, gió lửa có luôn, bị xăng con có luôn ha. Còn này còn T8 đó. Rồi T8 thì em bán cho anh em 600 ha, 600. Tiếp theo qua món T9 này. T9 hôm nay hàng về thì em có một cái bình xăng con, một cái bình xăng con nha nè, xăng con GX 35 quên rồ luôn ha. Lên ga đồ ngon lành nghiêm chỉnh, về xăng zin nha nè. Đó. Rồi bình này 270.000 nha. T9 270k. Tiếp theo qua T10. T10 là một cái đầu Maru. Đầu Maru như em nói hồi nãy á. Đầu này là Maru nha anh em. Maru 420 mình giờ bằng, em thấy không? Đầu này là siêu mới luôn anh em, dây giật nè ha. Đó. Nòng này 42 ly. Đó. Rồi 40 á, 40 ly. Đó. Siêu đẹp len keng nha anh em. Đó. Rồi, ok. Đầu số 10 này 3.7 nha anh em, 3.7. Đó, anh em nào mua thì liên hệ với em, siêu VIP luôn, siêu cọp. Rồi đầu số 11. Đầu số 11 là Zubin. Zubin 351 nha anh em. 351. Đầu này hơi ok. Đó, Zubin 351 của Nhật nha anh em. Rồi, đầu này 2 triệu nha, 2 triệu, Rubin 351, lock lead rồi, zin dead luôn nha anh em, máy zin hết, ốc ác vàng ươm nha. Rồi, đầu này đầu T11, tiếp theo qua T12. T12 là một đầu com KC3400, đó, con này nòng 36-37 ly nha anh em, bố đẹp nha, đầu com này con Nhật ha, Kubota này, đó. Bình xăng con thì không còn cái dít lờ dưới đây ha. Con này thì giật ới yếu hơi. Đó, yếu hơi nha. Đầu T12. Đầu này em bán cho anh em là 650 nha, 650. Về anh em lấy đồ ha. Đó, T12 nó xài chung với con bình xăng dưới luôn á. Rồi, qua T13.
T13 là một cây lam nha anh em, lam Latin. Cây này dài 2,40. Cây này anh em xài cho si qua với máy tầm trung rồi được ha. Chân này chân 8 ly ha, 8 ly. Rồi, dài 40. Cây này số 13 ha, 470.000 nha anh em. 470.000 T13. Tiếp theo T14, một cây lam Silawa. Hai dài 40 luôn, hai cây này bằng nhau nha anh em. Đó. Tiếp theo con này con T14 này đẹp nha anh em, Latin rồi đẹp. T14 này em bán 300k nha anh em, làm siêu qua. T14 T15 này là xài cho hưu được luôn nè, 2 4 45, phần Latin nè anh em thấy tuyệt vời nha anh em. Đó rồi, con T15 này anh em gắn cho hưu rồi xài được hết ha. Cây T15 này giá 550. Tiếp theo T16 xài cho hưu luôn, chân hưu luôn nha anh em. 2 4 45 luôn. Phần Latin thì siêu đẹp ha. Đó, anh em nhìn là anh em biết. Rồi T16 này 570.000 nha anh em, 570.000. T16. Rồi, qua T17. T17 là một đầu Magulok ha. Con này bao hơi, bao lửa cho anh em. Đó, máy thì đa số là khá đủ đồ, làm xích đẹp ha. T17 này 1.150.000, 1.150.000 cho con T17 ha. T18 một đầu Maru HS311, máy đẹp lắm anh em. Con này đẹp mà thiếu đồ ha. Con này bao hơi, bao lửa cho anh em, thiếu boe, bình sơn con còn. Ốp lam đồ đủ ha, ốp lam có hơi bể nè. Chén bố đầy đủ ha, chén bố đầy đủ. Rồi, con số 18 này giá của nó là 550 ha, 550 đầu này thôi. Tiếp theo qua số 19. Số 19 là một đầu 330. 330 hàng này hàng của tàu nha anh em. Bố đồ nói chung là đầy đủ hết, đồng 36 ly. Anh em là xì ít ít á, xì xịt thuốc nữa, lấy về mình làm. Nó cũng rẻ tiền. Hơi hám, ok ngon lành nha anh em. Này về anh em dọn nổ xài là ok nha anh em. Đó, đầu này đầu số 19, 650 nha anh em. 650 cho đầu 330 này, 36 ly ha. Bao cho anh em hơi lửa nha. Đó, tiếp theo đầu số 20. Đầu số 20 là một con cưa. Cưa này cưa cách tông 5200, nhưng mà con này bị cứng máy anh em, không biết cứng máy gì. Nó chỉ thiếu mở ốp lam thôi, còn lại đủ đồ hết nha. Nào mà em thấy đẹp lắm nè. À, cứng máy về anh em tự kiểm tra ha. Con số 20. 20 này em bán với mức giá là 480.000 nha anh em, con 20. Rồi, tiếp theo qua con 21. 21 là một con Singu. Singu 370 nha, con này đầy đủ nắp e, liên lạc luôn ha. Đó, lock liếc đồ các thứ liên lạc hết. Con này nó tới 35cc rồi sao anh em. Đó. Này. Nắp bộ e đồ đủ hết nè. Đó. Rồi, để mồi xăng nó nổ không anh em. Thử mồi xăng nổ hay không nha. Đây. Rồi mồi miếng xăng anh em. Con này con số 21 nha. 21 đúng không ta? Singu 370. Lên nha. Đây, công tắc nè. Trời, nãy giờ xuống là tắt anh em, mà đi đè vào công tắc giật. Nãy giờ tắt mà đi giật anh em. Chiều rồi, tối rồi, làm mệt mà tắt rồi còn đi giật nữa ha. Rồi, con này con số 21 hả? 21 nha anh em. Rồi, con này con số 21. Giá của con số 21
850 nha anh em, 850 bao hơi bao lửa ha. Tiếp theo qua con số 22. 22 là một con Echo. Echo 401. Echo 401 nha. Con này giật được anh em, giật ok. Đó, về anh em lấy đồ ha. Chén bố các thứ, anh em lấy được nhiều thứ lắm nè. Con này thì chưa mở bô. Đó. Con này con số 22 ha. Rồi. Con số 22 này bán cho anh em 500, 500 nha anh em. Một số 22. Tiếp theo qua số 23. 23 là con Echo 452. Echo 452 con mã số 23. Đó. 45cc nha anh em. Con này 45cc đó. Thôi. Hơi tốt nha anh em. Đó. Đầu số 23 này đẹp nha, cực kỳ đẹp anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, 45 phẩy mấy cc là. Đó, nó kéo 55 56 được luôn nha anh em. Đầu này 950 ha, mã số 23. Tiếp theo qua mã số 24. Mã số 24 là một con Macrolock M6. Đó. Con này bộ lam xích của nó là bộ lam xích chuột. Ha. Bộ lam xích zin theo máy luôn này. Đó, Macrolock. Xích này thấy đẹp không? Đó, máy cực kỳ đẹp nha. Con này hơi tốt mà. Đó. Rồi, con này 900k nha anh em. Đó. Con này mã số 27 hả? 27 ha, 900k. Rồi. 28, 29, 30. Đó là ba con máy xăng. Con này á, con 28. Một con máy xăng nha anh em. Con này 5,5 ha. Đó, hàng này á là hàng mới. Hàng mới ha anh em, chứ không phải là hàng bãi nha. Bình xăng con Zin 3. Đó. Bình xăng con là bình xăng con Zin 3 nha. Nắp cò đồ các thứ nó còn rất là mới nha anh em. Con này máy móc ốc ác còn đẹp lắm ha. Đó. Con này thì khách xài á, người ta có sơn xịt màu đen qua một xíu nè. Về anh em để vậy cũng được, hoặc tẩy ra cũng được ha. Đó. 168F nha anh em. Con này thì cũng đẹp. Đó, đầy đủ đồ ha. Con này con số 28. Đây. Cho anh em xem trong thùng xăng nè. Đó. Này, còn rất là mới nha anh em, thùng xăng nè ha. Ở mới tinh nè. Rồi, con số 28 này 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu. Đó, về anh em gắn chạy xuồng nè. Hoặc là chạy đầu xịt thuốc. Đó, hoặc là máy bơm nước ha. Con số 28 1,1 triệu. Tiếp theo con số 29. Con 29 thì nó đẹp hơn ha. 29 thì nó màu đỏ. Con này nó hiệu Yasu gì đây anh em. Ha. Đó. Yasu vậy, 5.5. À, con này cái chụp giật của nó đang gắn bị ngược. Máy thì đẹp nha anh em. Đó. Bình xăng con cũng còn rất là mới, rất là tốt. Đây. Lóc liếc đồ đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp. Con này thì chưa xài bao nhiêu hết anh em ơi. Con này chưa xài bao nhiêu hết. Dòng này mới giá hiện tại bây giờ nó tầm khoảng 2,4 triệu. 2,4 triệu con này. Đó, con này thì được cái bô nó bô inox. Gam xịn sò. Xịn sò luôn nha anh em. Đó. Rồi. Giá của con máy này ha. Con máy này. Giá của nó là 1,3 triệu. 1,3 triệu nha anh em. Con mã số 29. Rồi, về con mã số 30 là con cuối cùng trong lô ngày hôm nay. Con 30 là con Kawahama. Thùng xăng đồ đẹp nha anh em. Đó, con này to nha anh em. Con này tới 7,5 lần à, 7 HP. Đó. Thùng bình xăng à, còn mới rồi, ha. Nắp cò là phòng mới tinh à. Đó, con số 30. Mấy dòng này rất là hiếm nha anh em. Đó. Lóc liếc đồ cũng đẹp. Đó, anh em thấy không? Lóc liếc đồ còn đẹp nha anh em. Đây. Máy là máy zin hết nha anh em. Ủa, con này nó để mà anh Thái Lan.
nó có đóng cái phần lốc này nè, mình thấy làng này, anh thấy không? Đó. À, ok. Rồi, con này con số 30 ha, 30. Máy này là bao cho anh em là không độ khó gì hết nha. Rồi chạy rất là ngon. Còn chạy rất là ngon luôn nha anh em. Nếu mà còn xăng không, còn xăng thì nó nổ. Để con này còn xăng này. Em nổ con 30 này lên cho anh em nghe. Con này tới 7 người rưỡi lần ha. 7 người rưỡi lần. Động hè nè. Quá êm nha anh em. Ok nha anh em. Đó, nghe em không anh em? À, này con số 30 nha. Con này hàng xịn nha anh em, hàng hơi bị xịn luôn á. Đó. Rồi, tắt đây ha. Ok, khóa xăng lại. Đó, con này con số 30 nha anh em. Rồi, mấy con này nói chung là đa số hàng nó khá là chất lượng đó anh em. Đó, anh em bỏ đồng tiền ra mua thì nói chung là em cân đối giá rồi. Giá em cân đối nó rất là rẻ rồi ha. Rồi, con số 30 này 1 triệu 500 nha anh em, 1 triệu 500 ngàn. Rồi, ok. Thì hôm nay clip em ngừng tại đây thôi. À, còn cái bao lam nữa. Bao lam này bao lam đủ loại nha, bao lam bãi nè, ở đây nó có Estin nè, Uwana nè, Chuyên Hoa nè, đó Uwana nè, Sidawa nè ha, 40k một cái, bán từ 5 cái, anh em nào lấy thì liên hệ em ha. Rồi thì cái lô ngày hôm nay thì cũng đã xong rồi anh em nào cần mặt hàng gì món gì liên hệ qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, xin chào tạm biệt anh em.